Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đi được một chặng đường khá dài, khẳng định đây chính là giải pháp tốt nhất để thúc đẩy sản xuất phát triển thị trường. Cuộc vận động cũng là động lực, yêu cầu khách quan để chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nỗ lực hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích mọi loại hình doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm Việt. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thương mại với các dòng sản phẩm chiết xuất tự nhiên, sản xuất bằng công nghệ nano, công nghệ xanh tốt cho sức khỏe con người. Mới đây, doanh nghiệp đã cho ra mắt sản phẩm dành cho chế độ ăn mới, chọn hướng đi riêng, không giống như các dòng sữa khác trên thị trường. Dòng sản phẩm mới của NanoVi được nhà sản xuất công bố lựa chọn, chiết xuất bằng các loại thảo dược quý từ tự nhiên và các khoáng chất như bột nghệ, mật ong, hạnh nhân, đậu nành, collagen, tốt cho hệ tiêu hóa, bổ sung chất dinh dưỡng cho các sản phẩm cần thiết để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tất cả những sản phẩm của công ty thì cũng đã được đội ngũ chuyên viên nghiên cứu của nhà máy và các tham vấn các chuyên gia dinh dưỡng để làm sao khi mà tạo ra những cái công thức thành phần đó nó đem lại những cái tính hiệu quả và làm sao để cái khách hàng người ta sử dụng nó dễ sử dụng. Đấy, và tất cả những sản phẩm khi đã bán ra thị trường thì đều được công bố của cơ quan chức năng nhà nước, giấy an toàn kiểm định của một tiêu chuẩn đo lường của viện cục vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi thì các cái công bố của chi cục nơi đóng nhà máy cung cấp công bố. Đấy, và đó là những cái mà pháp lý tối thiểu của công ty đã được nhà nước cấp phép. Đấy, và bên cạnh đó thì nhà máy là ra các cái chứng nhận về GMP, ISO là những cái tiêu chuẩn dành cho nhà máy sản xuất. Theo kế hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước dự kiến đạt 1 tỷ lít, đáp ứng 38% nhu cầu tới năm 2020 và 1,4 tỷ lít đáp ứng 40% nhu cầu trong năm 2025. Trên thực tế, Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết, từ trước đến nay, 70% sữa nước được sản xuất tại Việt Nam là từ sữa hoàn nguyên. Trong khi đó, nhu cầu về sữa tiệt trùng và sữa thanh trùng, sữa nước sản xuất từ sữa tươi ngày càng tăng cao do thay đổi nhận thức của người tiêu dùng đối với các sản phẩm bổ dưỡng. Theo xu hướng này, vài năm gần đây, các doanh nghiệp ngành sữa đã thay đổi chiến lược kinh doanh trong miếng bánh thị phần. Chúng tôi đã tuyên truyền anh em để mà dùng sản phẩm người Việt Nam, sử dụng hàng Việt Nam với chất lượng cao và đảm bảo, để tuyên truyền cho anh em là thương binh, bệnh binh biết được cái chất lượng của loại sữa này và để chống việc bị nhầm lẫn giữa sản phẩm đúng và sản phẩm nhái lại. Sự cạnh tranh trên thị trường khiến các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng sống còn về nâng cao chất lượng, cải tiến công nghệ và dây chuyền sản xuất, kinh doanh, bảo vệ thương hiệu và cách tiếp cận thị trường bài bản hơn. Theo các chuyên gia, xuất khẩu, tiêu dùng trong nước, đầu tư là ba nhân tố chính để tạo ra tăng trưởng. Trong đó, tiêu dùng trong nước là nhân tố đặc biệt quan trọng để thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, phục vụ trực tiếp cho cuộc sống người dân. Nhà nước tạo môi trường pháp lý, hạ tầng, nhân lực để đảm bảo doanh nghiệp, người dân có nhiều điều kiện thuận lợi. Trách nhiệm của doanh nghiệp là phải tạo ra sản phẩm có chất lượng giá cả hợp lý, có hệ thống phân phối phù hợp với nền kinh tế, thuận lợi cho người tiêu dùng. Trách nhiệm của người tiêu dùng là tiêu dùng, phản hồi chính những sản phẩm trong nước sản xuất. Trong thời gian tới, công ty cũng sẽ có nghiên cứu một số những cái sản phẩm nó tạo ra những cái nhu cầu cho khách hàng sử dụng. Đấy, hiện nay công ty cũng đã có những cái dòng dành cho nội tiết tố nữ và một số cái dòng mà dành canxi dành cho những người từ 19 tuổi trở lên và sữa dành cho trẻ em. Đấy là cái sản phẩm chiến lược chính công ty đã đưa ra thị trường. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới, hàng hóa của chúng ta ngay trong nước cũng phải cạnh tranh với hàng nước ngoài. Do đó, cần có chính sách ưu tiên hơn nữa hỗ trợ người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp Việt cần đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, xây dựng được thương hiệu sản phẩm, hàng hóa Việt.